Kính thưa đồng bào quý mến, nguồn gốc dân tộc Việt Nam chúng ta là gốc dân Do Thái thuộc dòng tộc Mosen, tức là chúng ta đã di dân từ Biển Hồng ở Trung Đông, nơi mà Thiên Chúa Giêsu giáng sinh. Và ông bà tổ tiên chúng ta đã đi về hướng Đông Nam Á và lập nghiệp tại vùng đất mà bây giờ chúng ta đặt tên là Việt Nam. Phần này trong tương lai có dịp tôi sẽ chia sẻ thêm về phần này. Bởi vì đến thời điểm mà tôi cần phải lên tiếng để cho đồng bào Việt Nam chúng ta được biết, nói riêng và nói chung là cho cộng đồng thế giới được biết. Vì thế, trong tương lai, khi mà Cha Trời Giêsu tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu một lần nữa, thì nếu Ngài tỏ hiện ra ở tại đất nước Việt Nam, thì điều đó rất là hợp tình, hợp lý, không có gì phải ngạc nhiên. Đồng bào cần được biết, chỉ có Cha Trời Giêsu là đấng duy nhất mới có thể cứu nhân loại mà thôi. Ngoài ra không có một đấng nào khác. Phần này có dịp tôi sẽ chia sẻ thêm về phần này. Trong những dịp mà tôi sẽ chia sẻ về phần đạo giáo, tôi nói chuyện đây với tư cách là đạo trưởng thế giới, bởi vì tiền kiếp tôi là một Phật sống của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Thành ra tôi hiểu rất tường tận về đạo, về tổ tiên Việt Nam mình dạy như thế nào, và đương nhiên quan trọng hơn hết là về Cha Trời Giêsu dạy đạo như thế nào, và cũng như về phần Phật Thích Ca dạy đạo như thế nào. Và nhiều vấn đề về đạo giáo nữa, tôi sẽ chia sẻ những gì mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã dạy và những gì mà tôi đã có dịp được học hỏi, chứng nghiệm, và đương nhiên nhờ hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bao che, dạy dỗ và hướng dẫn, và hẳn nhiên mở trí cho tôi mới được biết. Và đương nhiên, cảm nghiệm và chứng giám rất rõ ràng và tường tận. Trong tương lai, đúng thời điểm có dịp, tôi sẽ chia sẻ về phần này. Một lần nữa, đồng bào nhớ vào trang website của chúng ta để học hỏi về 12 phép lạ của Thượng Đế ban cho, và mau mắn thông báo cho nhiều người trên khắp quả địa cầu được biết gấp về những hồng ân vĩ đại này. Những hồng ân này và những mặc khải vĩ đại mới nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại, và chính người Việt Nam đã nhận được những phép lạ vĩ đại này, những mặc khải vĩ đại này là để cứu rỗi nhân loại. Đây là những mặc khải và những phép lạ cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra, và đồng thời cảnh báo và dạy dỗ cho nhân loại là làm cách nào để được cứu rỗi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và chỉ có Cha Trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Một lần nữa, đồng bào nhớ nghe lời tôi hướng dẫn, mau mắn vào trang website của chúng ta học hỏi gấp và thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giêsu gấp. Đồng bào không được phép chậm trễ nữa, nhất là ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, không được phép chậm trễ nữa, vì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng để cho ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều lập công chuộc tội.
Thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần tường trình vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng mà tất cả nhân loại cần được biết gấp. Vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Dồn dập. Thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần cảnh báo vô cùng quan trọng ngày hôm nay.